để giải phóng chúng ta khỏi mọi tội lỗi do tính nết hư tật xấu của chúng ta. Và nhất là đây cũng là thời gian giúp cho chúng ta chuẩn bị mong chờ Chúa đến viếng thăm chính tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nhưng chờ đợi không phải là không làm gì hết. Chúng ta chờ đợi là để chuẩn bị gặp gỡ, đưa người khác cũng cùng chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin mà cho chúng con biết thật Đức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn con Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hiên tri, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần thuở muôn đời.
chức trách ngôn sứ Mi-kha. Đức Chúa phán thế này: Phần ngươi, hỡi Bê-lem Ép-ra-tha, ngươi nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giu-đa, từ nơi ngươi ta sẽ cho xuất hiện một vị có sứ mạng thống lãnh Israel. Nguồn gốc của người có từ thời trước, từ thuở xa xưa. Vì thế Đức Chúa sẽ bỏ mặc Israel cho đến thời người sản phụ sinh con. Bấy giờ những anh em sống sót của người con đó sẽ trở về với con cái Israel. Người sẽ dựa vào quyền lực Đức Chúa, vào uy danh Đức Chúa, Thiên Chúa của người mà đứng lên chăn dắt họ. Họ sẽ được an cư lạc nghiệp. Vì bấy giờ quyền lực người sẽ trải rộng ra đến tận cùng cõi đất. Chính người sẽ đem lại hòa bình. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tay tiên trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Nguyện xin Thiên Chúa thương đến tay tiên trần gian, xin chiếu tôn nhan cứu độ giải thoát nhân gian. Kính xin Ngài Chúa ơi, nguyện nghe lời tỏ vinh quang Chúa ca tần ngô gia. Kính xin Ngài giơ uy dũng quyền oai và mau tới cứu độ đời chúng con. Nguyện xin Thiên Chúa từ cao xanh ghé mắt nhìn vườn nho Chúa xưa trồng, nay xin giữ gìn cho trôi đón đó chính Ngài truyền sức cho. Nguyện xin Thiên Chúa và luôn trong phúc sông để ngợi ca. Cánh tay Ngài xin nâng đỡ chở che, người bên hiếu chính Ngài chọn dung cho. Nguyện xin Thiên Chúa
Bài trích thư gửi tín hữu Hebrê. Thưa anh em, khi vào trần gian, Đức Kitô nói: Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Chúa cũng chẳng thích lễ toàn thiêu và lễ xóa tội. Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thư ý Ngài như sách thánh đã chép về con. Trước hết, Đức Kitô nói: Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa, chẳng thích, mà đó chính là những thứ của lễ dâng tiến theo lời luật truyền. Rồi người nói: Này con đây, con đến để được thư ý Ngài. Thế là người bãi bỏ các tế lễ cũ mà thiết lập tế lễ mới. Theo ý đó, chúng ta được thánh hóa nhờ Đức Giêsu Kitô đã hiến dâng thân mình làm lễ tế, chỉ một lần là đủ. Đó là lời Chúa. Ơn Chúa. Thánh Luca. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi để lên miền núi, đến một thành xứ Judea, vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm tôi? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, thì hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái đoạn phúc âm mà chúng ta vừa nghe, ít nhất một năm hai lần chúng ta được nghe. Lần thứ nhất đó là trong dịp lễ, ai biết lễ gì? Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isave hay là bà Thánh Elizabeth? Hai bà Thánh khác nhau đúng không? Không nhá, hai bà Thánh là một thôi. Isave hay là Elizabeth cũng là một bà nhá. Đó là dịp lễ. Còn dịp lễ thứ hai đó là gì? Ngày hôm nay thứ tư mùa vọng, luôn luôn có cái bài này. Thật sự ra khi các cha chú giải hoặc là giúp cho quý ông bà và anh chị em hiểu đoạn kinh thánh này, thì đa số các ngài hướng về cái điều mà sau khi Thiên Thần truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria
Ngài được tràn đầy Chúa Thánh Thần và có Chúa ở cùng, nghĩa là Chúa Con trong lòng mẹ, ngay từ khi Thiên Thần truyền tin và mẹ nói tiếng xin vâng. Ngay từ khi mẹ nói tiếng xin vâng. Và trong Kinh Thánh hôm nay nói sao? Khi mà trong cái đoạn tin mừng đó, tức là lần trước chúng ta nghe, Thiên Thần cũng báo cho Đức Tin Nữ Maria rằng chị của bà là bà Elizabeth hay là bà Isabel đã mang thai, cũng đã mang thai được mấy tháng? 6 tháng. Thì mẹ ta ngủ cho đến 3 tháng 10 ngày mẹ mới đi thăm viếng bà. Hay là trong Kinh Thánh chúng ta vừa nghe đó, thì nói làm sao? Mẹ đi ngay, tức là vội vã. Cái từ vội vã đó thì chúng ta không thể nói là lừng khừ được, hay là lừng khừng được, hay là cái kiểu mà các bà nó, các ông làm này điều kia, ông cứ rồi để đó thôi. Không biết có không thì tôi nói hơi oan cho các ông thì tôi không biết, nhưng mà đa số giác nam rồi cái việc ai nghĩ làm. Nhưng mà không, Đức Trinh Nữ Maria vội vã lên đường ngay tức khắc. Tôi không biết, trong Kinh Thánh không có nói là mẹ đi bằng cách nào, nhưng mà tôi nghĩ chắc đi bộ thôi. Chỉ có khi mà đi qua Ai Cập đó thì Thánh Giuse mới cho đi lừa, chứ còn chắc cũng đi bộ thôi. Nhưng mà mẹ vội vã đi ngay. Và cái việc mà Đức Mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isave nói lên khi mẹ tràn đầy ơn Chúa, thì mẹ đi thăm viếng bà Thánh Isave để nói lên cái việc mà khi mình có Chúa thì mình nên san sẻ Chúa cho những người khác, đem Chúa đến cho người khác. Đồng thời mình cũng mời gọi người ta đến để mà nhận biết Chúa, như trong câu chuyện chúng ta vừa nghe giữa hai bà mẹ, giữa hai người nữ đều mang thai một cách lạ lùng, đó là Đức Trinh Nữ Maria và bà Thánh Isabel, bà Elizabeth. Hôm nay tôi không nhấn mạnh đến điều đó, nhưng mà tôi nên nói một cái điều khác, có lẽ ít người cũng muốn nghe, hoặc nghe nó không có được cảm thấy thoải mái cho lắm. Thứ nhất là bởi vì tôi không phải là người chuyên môn về bác sĩ, tôi không phải là người chuyên môn chú giải về Kinh Thánh, nhưng mà tôi nói với cái tâm của tôi, cái lòng của tôi, cái hiểu của tôi cho đến đây 62 tuổi đầu học hỏi Kinh Thánh qua kinh nghiệm, qua cái học rất là cơ bản. Nhưng mà tôi nói với tấm lòng của tôi, đó là điều gì quý ông bà anh chị em đoán được không? Cái điều tôi muốn nói mà nhiều người ngại nói, đó cũng là một cái. Rồi gì nữa? Chúng ta thấy qua những đài báo những cái tuần vừa rồi, hoặc là nói chung là tôi thấy cái từ cái thời mà 4 năm về trước rồi thêm 6-7 tháng của các đảng về bên Mỹ này này, hay nói về cái gì? Về vấn đề phá thai. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói cái điều này rất là ngại nói. Mà không nói thì lương tâm tôi trước mặt Chúa, đây là cái dịp trong bài tin mừng này nói rất rõ, để mà tôi có dịp tôi nói trước, tôi không phải là bác sĩ, tôi không phải là ngài chuyên môn về chú giải Kinh Thánh. Mình có thấy ngay từng lời, từng chữ trong Kinh Thánh ngày hôm nay, nhiều người trong chúng ta nghe những chính trị gia, họ cũng chẳng phải là bác sĩ, mà họ cũng chẳng phải là nhà chú giải Kinh Thánh, hay là ít nha là những người có Chúa trong lòng như chúng ta chú giải. Có những người họ nói bất kể lúc nào, bất kể giai đoạn nào, chúng ta cũng có thể từ bỏ cái gì ạ? Từ bỏ cái gì? Từ bỏ cái bào thai trong bụng
của người mẹ. Bởi vì đó là quyền của người mẹ. Nghe có được không quý ông bà và anh chị em? Phụ nữ ngày nay, tôi xin lỗi các chị, các quý bà, một số người, tôi nghĩ chỉ một số người thôi, nhưng mà đài báo, báo chí làm rùm beng lên là đông lắm. Là họ quan niệm rằng phụ nữ có quyền làm chủ trên bản thân mình. Mình muốn bào thai trong bụng mẹ sống thì sống, mà mình muốn nó chết thì nó chết. Kinh khủng. Theo tôi qua lời Kinh Thánh hôm nay, tôi thấy, và cái giáo lý của giáo hội Công giáo, tôi nói là giáo lý của giáo hội Công giáo mình nhé, là tin tưởng rằng sự sống khởi đầu từ đâu? Từ khi người phụ nữ thụ thai, là khi người nam và người nữ gặp nhau. Qua việc Chúa cho phép để kết hợp làm nên một sự sống mới, là nó đã có từ đó rồi, chứ không phải là 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng. Theo tôi nó không phải vậy. Nó đã từ đó rồi, và giáo hội tin, chúng ta tin như vậy. Giả như, tôi đặt vấn đề ngược lại, giả như mà đến tháng thứ 4 đó, thay vì nó ra con người đó, nó ra cái con gì đó, thì mình mới nói rằng lúc đó chưa phải là người. Có phải đa số tất cả mọi vụ thụ thai nó đều đến cái cuối cùng là gì? Là con người có một sự sống mới. Chứ không phải là đến tháng thứ 3, đến tháng thứ 5, đến tháng thứ 7 thì nó biến đi con khác. Cho nên không thể nào mình nói rằng đến tháng đó thì chưa phải là người, chưa có sự sống. Tôi lập luận như vậy, quý ông bà anh chị em có thể tạm hiểu được không? Giá như mà nó ra cái con khác á, thì mình mới nói là ồ, cái đó chưa phải đấy. Nhưng mà đây là trong cái tiến trình, trong cái quá trình nó đi mà. Nó để là con người mà. Tại sao chúng ta bắt một cái trứng vịt ở ngoài đồng chúng ta ăn, hoặc là bắt một cái trứng rùa chúng ta ăn, chúng ta bị kết cái tội và bị phạt? Thử xem ai đi bắt một cái trứng rùa hoặc là cái trứng gì ở ngoài đồng hoang mà, thử xem có bị phạt không? Hoặc là, xin lỗi, chúng ta ăn hộp vịt lộn, trời ơi, nó rùng mình, nó làm giống như là chúng ta là đồ mọi trên rừng ấy, nó làm khiếp khủng lắm. Nhưng mà họ kéo những phần thân thể của đứa trẻ ra khỏi thân thể người mẹ thì nó thấy không có gì hết, bình thường. Có bình thường được không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em. Rồi một điều nữa, khi bà Elizabeth nghe lời của mẹ chào thì hài nhi nhảy mừng trong lòng. Trong Kinh Thánh nói hài nhi nhảy mừng trong lòng, tức là Thánh Gioan tiền hô đó, chứ đâu có nói bà tha, nói là cái gì nhảy mừng đâu. Và bà Elizabeth tuyên xưng rằng bởi đâu tôi mẹ được mẹ Thiên Chúa tới thăm. Ủa, bà Elizabeth đâu có biết cái gì đâu mà tự nhiên bà lại nói tiên tri như vậy. Đức Maria vừa được chấp nhận thụ thai bởi phép Đức Chúa Thần thì mẹ vội vã đi thăm liền. Cho nên là tôi nghĩ trong vòng mới có tuần, 2 tuần hay tháng là tối đa, nếu mà đi chậm lắm tháng tối đa. Nhưng mà bà Elizabeth nói là em tới thăm chị đâu. Không, bà không nói trống như vậy, mà bà nói rằng bởi đâu tôi được mẹ Thiên Chúa. Vậy thì ngay khi mà Đức Mẹ thăm viếng bà Elizabeth thì Chúa Con đã ở trong lòng mẹ rồi, sớm lắm. Chứ không phải là đến lúc như người ta thường nói, người ta quan niệm rằng đến tháng mấy đó thì mới là người. Cho nên quý ông bà và anh chị em thấy, con người ta dễ sửa hoặc là vặn vẹo
hoặc là thay đổi mọi cái theo cái suy nghĩ của mình, chứ không phải là cái suy nghĩ của Chúa. Mà tôi nghĩ bình thường thôi, như tôi vừa nói, tôi không phải là bác sĩ, tôi không phải là người chuyên gia gì hết, nhưng mà tôi thấy cái lẽ bình thường thôi. Tại sao chúng ta lại giết các em đang còn ở trong bụng mẹ? Mà chúng ta nói đó là lẽ bình thường. Cái gì xã hội, nhất là các em ngày hôm nay, cái gì xã hội ở ngoài cho phép thì hầu như là đúng. Còn bố mẹ dạy ở nhà hoặc là cái gì giáo hội dạy thì hầu như là nó kêu là bị hai hoặc là đi sau khoa học cái gì đó. Tôi không hiểu cái khoa học nào đó, cái khoa học theo cái ích kỷ của con người. Mà thử hỏi nếu bố mẹ của mình ngày xưa nói lên cái câu này, tức là tôi làm chủ bản thân của tôi muốn sống nó chết thì nó chết, mà nó sống là nó sống, thì ngày hôm nay có những người đó để mà nói hay sao? Cho nên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhân cơ hội này, tôi nêu ra vấn nạn thôi, để quý ông bà và anh chị em suy nghĩ và giúp cho những kẻ khác, nhất là các trẻ em bây giờ. Chỉ biết cái đẹp, biết cái ích của mình, mà có vẻ theo tôi thì nó hơi có vẻ ích kỷ quá, chỉ biết mình thôi, biết làm đẹp cho mình thôi, mà không nghĩ về đến tương lai của xã hội, tương lai của giáo hội, của đất nước, của thế giới. Chúng ta cứ nhìn vào China đó thì thấy đó, chính sách một con của họ đó, bây giờ thì sao? Họ thay đổi hoàn toàn. Hai con cũng được, ba con cũng được, bốn con được, giờ nhà nước cho tiền nuôi. Mà hồi trước đó hai con là mất job, mất hết mọi thứ, quyền lợi. Mà ngày hôm nay thì sao? Nam nhiều hơn nữ. Cho nên một lần nữa chúng ta ý thức cái việc mà Chúa gọi chúng ta trở nên là người, là con cái Chúa, thì chúng ta cũng để cho cơ hội của các em nó cũng được sống như chúng ta, cũng được hưởng những cái phúc lợi, những cái quyền lợi làm con Chúa như chúng ta. Đừng giết các con em. Chính Đức Giáo Hoàng Francisco ngài nói: Abortion is murder. Phá thai là chỉ kẻ giết người. Chúng ta đừng có cách nghĩa sai cái cách nghĩa của ngài nhá. Nhiều người cứ lấy cái lời của ngài rồi cách nghĩa theo ý mình, nhưng mà ngài nói rất rõ: Abortion is murder. Giờ đây xin mọi người chúng ta đứng lên để chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta. Tôi tin kính một Thiên Chúa ba ngôi, Núi Cha nhân từ dựng nên trời đất muôn loài, và ngôi hai là con mơ Chúa Cha, nhờ Thánh Linh bơi lòng đồng trinh Maria mà xuân thế làm người. Người chịu khổ hình, chịu đóng mình để cứu nhân loài, người chịu chết
hạnh phúc cho những ai biết tin tưởng vào Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Maria, là Đấng Thiên Chúa, là Đấng toàn năng và là Cha nhân ái. Trong niềm hân hoan vì ngôi hai Thiên Chúa sắp ngự đến, chúng ta cùng dâng lên lời cầu xin. Xin Chúa cho hội thánh hiền thê của Chúa Kitô luôn thể hiện dấu chỉ ơn cứu rỗi cho mọi người. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho thế giới hôm nay luôn sống tinh thần phục vụ như Đức Maria thăm viếng. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho những người tội lỗi trở về sống trong tình thương của Chúa và Hội Thánh. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh trong tinh thần đạo đức. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, ngày xưa Đức Trinh Nữ Maria đã vội vã lên đường mang Chúa Giêsu đến cho người khác. Ngày nay xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương người mà nhiệt tình đem Chúa đến cho anh chị em chúng con. Bằng chính đời sống thấm nhuần tinh thần tam môi phúc thật của chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ mọi thầy cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mời ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xưa Thánh Thần Chúa đã dùng quyền năng làm cho Đức Trinh Nữ Maria thụ thai. Giờ đây Chúa cứ người đến thánh hoa lễ vật chúng con dâng trên bàn thờ này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chi ra. Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đấng các tiên tri loan báo, Đức Mẹ đồng trinh đã kê mang với tình yêu khôn tả, Thánh Gioan đã loan báo sắp tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm Giáng sinh. Để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tỉnh thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tông lãnh thiên thần, các bệ thần và quan thần cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, mỗi lần ăn bánh và uống chén này, chúng con loan truyền Chúa chịu chết cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng được hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn trọng hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám mục Alberto chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hướng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, con nguyện danh Cha ta sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu, giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an, cộng đoàn, gia đình và mỗi người chúng con cũng được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành hoàn. Xin mình vào Thánh Chúa Kitô gì con. Thank you.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa lãnh nhận bí tích thánh thể là bao chứng cho ơn cứu chuộc muôn đời. Xin cho chúng con càng gần tới lễ Giáng sinh càng thêm lòng sùng mô, để so sánh mừng mầu nhiệm con Chúa giáng trần cứu độ chúng con, người hằng sanh và hiên tri muôn đời. Xin mời cộng đoàn nán lại trong giây lát để chúng ta nghe thông báo của cộng đoàn. Và tôi xin nhắc lại một lần nữa, sau thánh lễ tôi sẽ ở bên hông nhà thờ đây, bên cạnh cái bên hông cái phía của ca đoàn đây, thì tôi sẽ giải tội cho những người muốn xưng tội. Kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thông báo sinh hoạt giáo xứ và cộng đoàn. Xin ban tích tân giúp xin tiền lần hai cho quỹ hưu bổng tôn giáo. Xin quý vị rộng rãi đóng góp. Để biết thêm thông tin sinh hoạt của giáo xứ, xin viếng xem trang mạng của giáo xứ hoặc chương mục trên Facebook, hoặc lấy bản thông tin hàng tuần về nhà. Thông báo của cộng đoàn: thánh lễ Giáng sinh của cộng đoàn Việt Nam sẽ được cử hành vào ngày thứ 6, 24 tháng 12 lúc 7 giờ tối. Thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật 30 tháng 1, 2022 lúc 4 giờ chiều. Xin cảm ơn quý gia đình đóng góp cho việc trùng tu nhà thờ trong tuần này. Anh chị Lợi Kim 200 đồng, ông bà Tùng Nga 200 đồng, anh chị Hồ Hà 400 đồng, ông bà Chí Phục 500 đồng, anh chị Thái Kiều 1.000 đồng. Con xin cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn. Xin mọi người đứng lên để chúng ta nhận phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là cha và con và thánh thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.